Dạ vâng, Ly Chung xin kính chào cả nhà. Dạ đầu video thì cho phép Ly Chung kính chúc cả nhà mình có nhiều sức khỏe, bình an, thanh tâm, an lạc, đặc biệt gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha cả nhà. Dạ thì cả nhà ơi, để tiếp tục với những video mà Ly Chung chia sẻ đến cả nhà mình về những cái câu chuyện tâm linh, cũng như là về những cái căn nhà hoang, về những cái khu rừng, về những cái khu nghĩa địa có vong linh, vong quỷ, yêu quái, yêu tinh đang trú ẩn để tu luyện. Thì ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục chia sẻ đến cả nhà mình thêm một cái video nữa nha. Dạ ở trên cái video ngày hôm nay đó cả nhà, thì như quang cảnh ở trước mà ảnh nhỏ mà quý ông bà cô chú anh chị mình đang xem, đang nhìn thấy ở đây, thì ngày hôm nay Lê Trung đưa cả nhà mình chúng ta cùng nhau quay trở lại cái ngôi chùa bỏ hoang nhiều năm đó cả nhà. Thì nói về cái ngôi chùa này thì cả nhà mình cũng đã nắm rất là rõ rồi, nếu mà cả nhà có xem thường xuyên những cái video của Ly Chung cũng như là có đồng hành cùng với Ly Chung trong suốt cái thời gian qua đó, thì cả nhà mình cũng nắm rất là rõ về cái ngôi chùa này. Thì Ly Chung cũng xin phép nhắc sơ về cái ngôi chùa này để cho những cái cô chú anh chị nào vào xem sao hiểu hơn về cái ngôi chùa này nha cả nhà. Thì cái ngôi chùa này á, trước đây thành lập nên bởi một vị tu sĩ, và cái vị tu sĩ này tu tập ở đây cũng đâu đó cũng mười mấy 20 năm gì đó cả nhà. Thì trong cái thời gian tu tập đó thì cái vị tu sĩ ở đây cũng có đưa về một số cái vong linh. Cái vị tu sĩ này thì cũng có kiểu như là đi chỗ này đi chỗ kia tìm kiếm những cái vong hữu duyên cũng như là những cái vong cực khổ, những cái vong đói khổ. Vị tu sĩ này đưa về đây thứ nhất là để cúng kiếng cho họ dùng, và thứ hai nữa đó thì về đây để mà vị tu sĩ này cho họ nghe kinh, nghe Phật đó, để mà họ có thể là giác ngộ được với giáo lý nhà Phật để giúp cho họ được tu hành đó. Sau khi cái vị tu sĩ này mất đó thì không có ai nối ngôi của người, cũng như là không có ai để tiếp tục cái công việc của người, cho nên đó, là các cái vị vong linh đã bỏ đi rất là nhiều nơi. Và Lê Trung được biết thông qua cái lời kể của các cái vị vong linh mà trước là được vị tu sĩ đưa về đây đó, thì họ kể lại thì đâu đó cũng khoảng gần 2.000 vong đó cả nhà. Nhưng mà Lê Trung cũng đã đến đây nhiều lần rồi, tại vì họ đã bỏ đi khá là lâu rồi, thì có vong thì cũng lâu lâu thì cũng về đây, rồi có vong thì cũng đi thì đi luôn đó. Cho nên là Lê Trung biết cái chỗ này nó cũng lâu hơn một năm rồi, nhưng mà ở đây thì Lê Trung chỉ mới giúp được có vài vong thôi. Chắc cũng cỡ mười mấy 20 vong thôi. Trong đó có vong hiền nè, rồi có quỷ dữ nè. Nói chung thì ở đây Lê Trung cũng đến đây nhiều lần rồi. Thì ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục quay trở lại đây xem như thế nào, để coi là ngày hôm nay ở tại đây, thứ nhất là mình có đủ duyên được với vị vong nào hay không. Thứ hai nữa thì Lê Trung cũng muốn đến đây để xem là các cái vị vong trước đây mà đã tu tập ở tại đây rồi đó, họ đi một thời gian rồi họ có quay lại đây hay không, để mình sẽ tiếp tục giúp đỡ cho họ, để họ tiếp bước cái con đường tu hành của họ đó cả nhà. Dạ thì ở trên cái video ngày hôm nay đó cả nhà, thì Lê Trung cũng xin phép được nói với cả nhà mình một cái vấn đề. Thì như cả nhà mình biết á, ở khu vực của Lê Trung, ở khu vực miền Tây của nước mình đó, thì hiện tại thì đang vào mùa mưa, mùa lũ và bão tố rất là nhiều đó, liên tục gặp những cái cơn mưa bão rất là lớn, và cái sức quỷ hại của nó cũng khá là dữ. Trong thời gian qua thì bà con cũng đang gặp rất là nhiều tình trạng, rất là nhiều khó khăn. Nhân cái dịp rằm tháng 10 năm nay, thì rằm tháng 10 là một trong ba cái rằm lớn của cái của Phật giáo ở Việt Nam mình đó. Thì Lê Trung cũng mong muốn truyền tải đến cả nhà, Lê Trung cũng dự định cũng muốn là trong cái rằm năm nay, Lê Trung cũng muốn làm một cái đợt phát quà đó, cho bà con nghèo, những bà con đang gặp khó khăn về tình hình mưa bão lũ đó, để có được một chút đỉnh cái lương thực để họ có thể vượt qua được cái khó khăn do mưa bão trong thời gian qua. Đó thì nếu mà cả nhà có muốn phát tâm thì cả nhà mình
có thể liên hệ với Lê Chung để chúng ta cùng nhau phát tâm để giúp đỡ cho những hoàn cảnh đó. Như cái nhà bạn nhìn thấy nè, sau khi cái vị tu sĩ đó mất thì đồ đạc bỏ nó ngổn ngang, chén bát, thậm chí mì tôm vẫn còn trong đó luôn đó cả nhà. Mì tôm này chắc lâu rồi, chắc giờ nó cũng đã hư rồi. Bên đây thì cũng có một cái gian phòng nữa. Phòng trong đây như là để cũng ghế bọng rồi này kia. Xung quanh cái ngôi chùa hoang này thì bây giờ thì nó rất là âm tầm rậm rạp chứ. Trước đây thì cũng có một số người vào đây để mà đặt bẫy rắn này. Thì vô tình gặp vong linh và nhờ cái lần đó mà Lê Chung cũng biết đến được cái ngôi chùa này. Mũi ghê rồi. Vòng vòng đây thì đó, như cái nhà mình nhìn thấy đó, ở ngoài đó là một cánh đồng nước mênh mông luôn đó cả nhà đó. Đó, mùa lũ ở miền Tây là nó như vậy đó cả nhà, nước mênh mông như vậy đó. Xin chào. Mày đâu đây mày? Hả? Mày đâu đây hả? Tôi đi giúp vong. Tôi đi cho mày vô đây. Nhà này nhà của tao ở. Ở từ nào giờ rồi tao không cho mày đó đi vô đây đó. Mày đi đi. Tôi tới đây để tôi giúp mà. Không, không cho mày. Sao vậy? Để tôi giúp cho. Gì đó hung dữ vậy? Đại ca. Hung hăng dữ vậy đại ca. Đâu rồi? Không mới xuất hiện ra đuổi mình đâu kìa trời. Mới lủi rồi đuổi mình, không cho mình, không chịu để mình giúp người ra đóng tiêu rồi. Mày đi cho. Hả? Mày lại dưới hả? Hồi ấy đi, để tôi cúng cơm nước bánh trái cho ăn rồi tôi đưa cho về chùa. Làm gì trời? Lì dưới hả? Nó nói tao không cho mày vô chỗ này, chỗ ở của tao. Thôi mà, để tôi giúp đỡ đi chứ bây giờ ở trong đây bộ không đói hả? Đói thì kể tao. Phật ơi, làm gì nó hung dữ vậy trời? Kỳ kỹ này nó tống đồ à. Đâu rồi? Để giúp cho làm gì chổi đồ đạt tùm lum chứ chạy. Kìa. Xuất hiện ra đuổi rồi đâu rồi? Chơi kìa. Cái gì? Ở đó trong cái phòng này
Sao hung lắm mà đập đồ, đập đạc rồi này kia, tụi lâm chân là sao mà trốn trời. Ê, không phải, không phải, bên đây, bên kia hay gì cái nhà. Để tôi giúp đỡ đi mà. Có gì đâu mà hung với trời. Giờ cái chỗ mà ở đây kìa, riêng thời gian ngày nay mày đặt có người vô đây nữa. Tao nóng rồi đó nha, tao không khoái đó, được chưa? Gì hung chứ hả? Hung cái gì? Mày nói là họ tao xử mày luôn đó, tao biết. Tờ tờ. Xử không? Muốn xử không? Tao thấy là ai vô đây là tao không khoái rồi. Phá hả? Không khoái gì ở đây hả? Mà lấy cái gì đi ở khỏi chỗ này, tao theo về tới nhà luôn á, chứ không biết. Rồi phá dữ chưa? Bây giờ muốn gì? Hung quá ha. Thì nói nhẹ nhỏ nhẹ không muốn hay gì? Không muốn đó. Rồi giờ muốn mày đi khỏi chỗ này đó. Rồi giờ muốn mạnh tay hay gì? Mày đi chưa? Mày nói hoài với mày. Hung hả? Bắt tao bỏ vô đồng hồ lô luôn bây giờ nè, ở đó xạo hả? Chứ không trói ông cho ông chọi hoài vậy đó hả? Ông chọi lỡ trúng sao? Mày làm gì kỳ đây? Trúng thiệt chứ lỡ trúng gì? Trúng thì đau thì lỗ đầu thôi chứ có gì đâu. Tôi lỗ vô đầu ông bây giờ chứ lỗ đầu thôi. Rồi mắc chứng gì vậy? Hả? Rồi làm gì vậy? Mày chọi tao cái ngắt tao cố dùng vậy để tao thoát chứ làm gì mà còn hỏi nữa. Giờ mày thả tao ra đi là không dùng giấy hả? Ngu quá. Ngu thả. Nói nghe nè, ở trong đây bộ không đói hay gì mà làm gì tôi vô đây để tôi cúng cơm nước bánh trái cho ăn mà làm gì mà hung hăng rồi mày hoài à? Sao mày biết không đói? Không đói sao? Nếu mà đói sao tôi cúng cho ăn mà không chịu. Đói thì bà luôn, tại tao thấy mày la vô đây mày tính lấy đồ này kia nè. Vĩnh Hồng nha. Thôi ông ơi. Lấy cái gì? Là đó là tao ở với phụ của tao đây. Thầy của tao đây nè. Ở đây giờ còn cái gì nữa đâu lấy? Ai biết được, nhóc đồ đó mày không thấy lãnh ngảnh luôn này kia đó. Cái đó cho tôi cũng thèm nữa, ở đó mà tôi lấy. Trời ơi, chúng mấy thằng mà bằng cùng sinh đạo tặc nó cũng lấy hết à. Lấy nó bán được cái gì nó bán à. Mấy thằng đó là mấy thằng khác, còn tôi là người đi giúp vong ông ơi. Thôi tao không biết, ai cũng như ai thôi. Sao nhai như ai được, mấy thằng đó là mấy thằng đạo chích, còn tôi là đâu phải đạo chích đâu mà ai cũng như ai. Tôi chỉ đi tìm vong tôi giúp thôi. Mà nói lại là tóm lại là mày đi vô đây mày làm gì? Đã tôi nói là tôi đi vô đây để giúp vong, tôi đi cúng cơm cho nước bánh trái cho vong ăn đó, rồi là tôi giúp cho mấy vị đi về chùa với vị tu, tại vì trước đây tôi biết là cái vị sư phụ của ông đó với vị tu sĩ này đó đã đưa về đây rất là nhiều những cái vong hồn bất vưỡng để mà là chăm sóc ở tại đây, như là cho tu hồng mà hạch tu hành ở tại đây. Thiệt không? Ừ. Chứ không phải mày vô đây lấy đồ hả? Trời trời, ở đây tôi nói thiệt luôn á. Ở đây thì tôi không biết cái ông nó nói những cái đồ đạc này thì nó thật sự ra là tôi không có cần xài tới. Và những cái đồ này thì tôi cũng không dám động tới để mà tôi đem về tôi xài đâu. Hiểu chưa? Vậy thì tốt. Tưởng đâu mày vô đây mày lấy mà mày toi mạng mày làm về không được đâu. Với lại á, tôi là một người tu đạo. Không lẽ tôi đi ăn trộm ăn cắp rồi như vậy? Được. Mày không có lòng tham vậy là tốt rồi đó. Rồi giờ làm sao? Rồi giờ chịu để tôi giúp chưa? Hay là bây giờ là muốn vô trong hũ? Giúp cái gì mà tối tao cứ ngắt thì mày giúp cái gì được? Thì ai biểu đó, ai biểu cứ hung hăng cái chọi tôi hoài thì tôi phải trói lại chứ không lẽ để cho ông chọi tôi. Mày thả tao ra đi rồi mày muốn giúp cái gì giúp. Nãy giờ tao tưởng đâu là mày vô đây là mày ăn trộm ăn cướp gì đi. Bây giờ thả ra là chịu để cho giúp phải không? Rồi bây giờ nè. Bây giờ nè, nếu mà nói vậy á thì bây giờ thôi, bây giờ tôi sẽ thả ra. Rồi tôi sẽ ra bài ra một cái bàn lễ để tôi cúng kiến rồi tôi mời ra dùng. Dùng xong tôi giúp cho đi về chùa để tu, được chưa? À, được hả? Trời ơi, chắc mày, miễn làm tao mừng luôn mày. Ông nghĩ cái chỗ trong cái nơi như vậy. Tôi nói thiệt luôn, ông đừng có nói mà thiệt hay giả gì bây giờ. Ăn trộm nó muốn vô đây, nó lấy đồ, nó cũng không dám vô nữa. Tôi nói thiệt, chỗ này, thật sự luôn. Được, vậy được, tao chịu đó. Ừ. Rồi, vậy bây giờ tôi thả ra để ẩn đi, để tôi... coi chỗ nào cho nó sạch sẽ rồi tôi đặt cái bàn lễ ra cái rồi tôi mời dùng nha. Ừ, biết rồi. Sắt. Sao ngộ ta. Nhìn mặt mình giống ăn trộm lắm sao kỳ ta.
Đó cả nhà, để Lê Trung đặt cái máy xuống, cái Lê Trung bài cái mâm lễ Lê Trung cúng cho cái dòng này cả nhà. Cái dòng này hiểu lầm Lê Trung á là đến đây để chôm đồ chứ cũng không có gì hết cả nhà. Trời ơi, ba cái đồ ở chia chùa ở miếu này mà ai mà dám lấy. Ví dụ như giờ không lẽ giờ Lê Trung là người tu đạo, đang tìm đạo, đang tu học đạo mà bây giờ là đi làm những chuyện vậy. Có đói thì cũng đi xin chứ. Chứ ai đâu mà làm những chuyện tào lao. Chuyến mưa nữa gì. Quá trời hầm. Hầm trời nè. Hầm thở muốn không nổi luôn đó nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bổn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây thì cũng có ý nguyện là muốn được trợ duyên các vong linh đang đối khác lạnh lẽo vất vưởng trong cái cõi ta bà này. Thì con cũng mong các ngài, các ông hoan hỷ đó cho vị vong linh mới vừa xuất hiện ra cho con thấy ở đây nhận hưởng những phần lễ này để con có thể giúp được cho họ được no lòng ấm dạ hơn, đỡ đau lạnh hơn. Nam mô Đà Phật. Nam mô Đà Phật. Nam mô Đà Phật. Cái chiếc bụng đang đói nhào cứ ăn luôn chứ làm sao, quá đói rồi. Tưởng đâu là nó vô này nó phá vậy, không phải nó vô này nó giúp, tưởng nó phá là trời ơi nó không có tha cho nó đâu. Tới chừng nhận ra là không phải lộn ôi đã vậy mà nó còn biết điều, nó còn cho ăn nữa. Thằng này có vậy mà ngon nha. Được á. Tốt quá. Thằng này đúng là tốt. Thôi rồi. Cầm lòng gì nói, cái dĩa bánh kìa, có kìa. Nhìn một cái là muốn nhức răng rồi. Thôi ơi, chuyến này ấy, ăn chắc nhức răng luôn quá. Quá trời bánh luôn. Lâu rồi. Đâu có ăn nhiều vậy đâu. Có một cái cứ ăn hoài. Được, quá ngon luôn. Ui, trời ơi,
cơm ngon quá. Biết bao nhiêu lâu rồi mình mới thấy cơm xuất hiện rồi. Đâu khác tao nói đi tình đường kiếm cơm ăn mà có đâu, lúc sống thì ăn cơm ngày nào cũng ăn rồi á. Cái thành Dung Linh cái không có cơm ăn, nhìn thèm đói khát cực khổ. Ôi sao mà nhiều thứ dữ vậy, nó dồn dập vô bởi vậy chịu sao nổi. Tông từ khi cái lúc mà sư phụ mất rồi, thầy mất rồi, rồi cái đi ra lang thang vất vưởng bao nhiêu năm nay rồi, chưa có được bữa ăn nào mà hoàn hảo và nó trọn vẹn như bữa ăn hôm nay. Tính ra là biết bao nhiêu lâu. Ôi, ý nghĩa, phải nói là quá ý nghĩa luôn. Tính ra là hở rài đây coi. Về đây này để mình điếm điếm lại coi mấy ngày rồi ta. Về cái nhà này đây. 1 2 3 4 5 6 7 8. À, bữa nay nữa là đúng 10 ngày. Ừ, phải rồi. Nay nữa 10 ngày rồi đó. À, 10 ngày nay đi kiếm đồ ăn vòng 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 đây không có được cái miếng gì ăn luôn. Ngộ đời thiệt chứ. Sao mà kỳ ta. À, tới cái ngày thứ 10 lại được ăn. Thôi 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 vậy cũng được đi. Cũng chăm chế đi.
Ủa, còn miếng để gán ăn hết vô rồi luôn. Ngon quá. Quá đã. Xin chào. Sao rồi? Ăn uống gì no chưa? Ăn no. Ăn no rồi. Hả? Thì giờ, giờ còn sợ tôi vô đây châm chĩa nữa không? Không. Thì tôi tưởng nó là mày vô đây mày lấy đồ lấy đạc bởi vì tao mới chống cự, tôi chống trả vậy đó chứ. Tao phải giữ của để cho thầy sư phụ tao đó ở đây nè. Thì ông nói ông là một trong những cái vị vong linh mà được cái vị tu sĩ trước ở đây đem về đây tu tập. Phải, đúng rồi. Ông tên gì? Tao hả? Tao tên Linh. Thì mất cách đây lâu chưa? Nay 12 năm rồi. Mất lúc đó là ông được nhiêu tuổi rồi? Lúc đó hả? Lúc đó 34 tuổi. 34 tuổi? Rồi không biết vì cái lý do gì mà khiến cho ông mất mà phải vất vưởng rồi đến nỗi phải nhờ thầy của ông đưa về đây để tu tập vậy? Ôi, cũng vì cái vụ mà gái gu rồi á, ông chú tao á, ông xách dao ông lụi tao một phát một tiễn dông tao lên đường thành dông đinh luôn. Chú ruột quá hả? Rồi hai chú cháu giành gái hay gì? Không phải, là ghệ của ông á, ông phái tao. Cái gì? Ghệ của ông chú ông phái ông hả? Tao đâu kể nghe cả cái câu chuyện này sao tôi nghe nó hơi rắc rối đây. Đó là biết sao, ông chú tao thì ông không có vợ. Thì ông nói là không có mối tình đầu, rồi ông tôn thờ ông để gì luôn, rồi ông không có vợ con gì hết trơn, ông ở vậy đó. Người ta thì tao lớn lên có vợ rồi cũng có con rồi này kia, cũng làm ăn bình thường vậy đó. Rồi ông chú thì nó nhiều lần qua chơi uống nước trà rồi nhậu với ông, nói sao mà chú lớn tuổi mà không kiếm một người để với đầu ấp tay gối với lại mà lo lắng sau này bệnh đau đồ này kia. Không nói thôi, mối tình đầu của tao tao không quên được, cho nên là tao không muốn là lấy ai hết trơn á. Rồi nhiều lần cũng nói mém mém cho ổng, cũng làm ai cho ổng nhiều chỗ lắm mà ổng không chịu. Đầu từ đầu 3 năm sau rồi vậy đó. Cái có cái cô đó đó mới tìm tới nhà. Rồi cô đó tìm tới nhà luôn? Tìm tới nhà rồi hỏi, mới hỏi nhà của anh Tân ở đâu. Thì chú tao không tên Tân mà. Rồi tao mới chỉ nói là ở nhà bên kia kìa cô ơi. Rồi á cô đó bà mới đi bển. Xong rồi cái vô đâu nói chuyện với con chú tao ở nhà nữa. Ta cũng thấy lạ lạ này, ở đâu mà về ăn mặc gì đẹp lịch sự lắm. Rồi ta cái ta cũng đi qua, tao hóng hóng kiểu như muốn hay nhiều chuyện vậy đó. Hóng hóng rồi tới chừng mới biết là mối tình đầu của ổng. Hai người gặp lại đó. Bà cô đó thì bà cũng có chồng nước ngoài, nhưng mà người chồng thì bệnh mất rồi. Cũng có hai đứa con cũng lớn rồi. Rồi hôm nay về nước rồi tìm tới ông chú đó. Vậy cái cô đó là người Việt Kiều? Đúng rồi, Việt Kiều. Việt Kiều Canada. Đúng rồi. Việt Kiều Canada đó. Rồi nói chuyện qua lại rồi kia hỏi thăm rồi cũng giới thiệu là lịch tôi là cháu. Rồi á từ đó ta đi thì cổ cô đó đó thì cũng ở cách bên cái xã bên kia. Còn chú tao với tao thì bên xã bên này. Cứ 2-3 ngày, 3-4 ngày bọn tần vậy đó, rồi cổ qua thăm chú một lần vậy đó. Rồi á, ta cũng ghẹo, trời ơi, nay mối tình đầu tìm về tới đó rồi sao, thấy vui vẻ đâu không? Coi được thì tính chuyện luôn đi trời. Người ta khăn gối từ bên đó về đây, người ta còn có tình cảm gì đó. Ông nói thôi, mẹ ơi, mày nói tào lao quá, chuyện người lớn mày biết cái gì? Chuyện của tao để tao lo. Đừng có xía vô nụ kia. Mình cũng hối thúc ông vô không à. Tại vì cái cô đó thì chồng mất rồi thì cũng là đơn thân rồi. Gặp ông chú thì ông cũng chưa vợ nữa. Thì cái áp vô đó mà thấy cái mồi là hai người là còn tình cảm, mà cái nói chuyện mà ngồi gần sát sát không mà nắm tay nắm chân đồ nữa. Tao nói rồi nha, chuyến này chú ngon rồi. Bữa đó ông qua ông bắt được cái con rắn đi.
thì ông mần ra ông nấu cháo, rồi cái ông rủ qua hai chú cháu làm sương sương đâu mấy xị gì đó. Rồi cái cũng nói thôi chú ơi, chọn kén cá chọn canh cái gì, con thấy chú với lại cô đó tình cảm mùi mẫn quá thì người ta tiến tới luôn đi, con ủng hộ chú hết mình luôn á. Ông nói ừ thì từ từ đi để tao tính chứ sao giờ. Tại quá bất ngờ rồi tao chân hững gì đó, để đi thẳng thẳng từ từ rồi á. Cứ thế mà cục tình cái hai người cứ qua lại với nhau vậy, đâu cũng được 5-6 tháng gì à. Mà nội trong đó thì lâu lâu thì cổ cũng rủ đi chỗ này chỗ kia ăn uống đồ này kia vậy đó. Tại cổ ở bển nó về cổ cũng tiền nhiều lắm, rồi cũng sắm sửa cho chú, sửa sang lại cái nhà cho ông chú cũng khang trang ngon lắm. Cái bữa đó là tính tổ chức với đi du lịch, rủ trong nhà dòng họ nè tính đi du lịch mà xui điểm được, vì sao không? Bị bão mưa liên tục luôn rồi đâu có đi được đâu. Rồi mới định lại để chừng nào hết bão đi rồi đi. Trời ơi, hai đứa con của tao nó mừng dữ lắm, nó nói mà đi chơi được đi biển đồ này kia nó mê dữ lắm. Nó cũng ao ước, nào giờ tao đâu có dắt nó đi đâu. Rồi làm vô đợt bão này nó hụt hẫng, nó cứ hỏi cha cha chừng nào đi biển cha, con thích biển lắm, con ra đó hả, con tắm biển rồi con chơi cát đã luôn. Nói, để cho qua cái đợt này đi rồi cha với mẹ với lại ông Út dẫn con đi ra biển chơi cho đã luôn. Đâu vô được bão đâu, cả tầng mới hết. Rồi cái tao mới hỏi ông chú, nói sao chú, thành mưa tạnh mà hết bão rồi nè, nắng lên rồi giờ sao ông chú hay ngủ cô còn sao. Rồi cái ông chú không ngủ mà đợt này xui mà cô á mắc cái trời mưa bão đó. Rồi có bị bệnh đi, sốt vì nhức đầu ho số mũi rồi vậy đó. Rồi cái ông chú ông cũng chạy thì đồn chạy đáo lo thuốc thang đồ cũng nấu nướng được cho bà cô có ăn vậy đó. Biết là hết hết xong rồi cái mấy tổ chức đi, nhưng mà ông chú cũng nói thôi bây giờ đi cái đó biết ra ngoài vậy có còn mắc mưa mắc bão nữa không, thôi giờ để bình lợi đi để cái dịp khác đi, để nào mà cho hết thiệt hết luôn đi rồi hả đi. Tính vậy cũng được. Đầu qua bữa sau cái bà cô nói bây giờ mình đi quán mình hát karaoke đi. Rồi cái ông chú nói em thích thì anh dẫn đi. Rồi cái dẫn đi vô đó hát đồ này kia xong rồi thì trong đó cũng có bia trống nữa. Rồi uống rồi lúc đó thì ca hát đồ này kia cũng nhảy múa tung tăng đồ đủ thứ trơn, lúc đó thì mắt xỉn cũng chập chả trơn rồi. Rồi bà cô bán đã đang đi nè, bà cầm cái micro gì đó. Rồi đi sao bà dấp té, bà té vô, bà té vô tao nè. Sao tự nhiên cái tay kia thì cầm cái micro có dây đó. Rồi cái tay kia thì bà đỡ làm sao mà để ngay cái hạ bộ tao một cái hả. Trời ơi, lúc đó tôi tưởng là hai cái trứng của tao á, cái cặp trứng của tao nó chạy cùng cổ lên cho tao chết queo rồi. Trời ơi, bà té xuống mà bà đập một cái bập gì đó. Rồi cái á ta mới nói chết tôi rồi. Rồi cái lúc đó thì bà cũng nói thôi rồi cho cô xin lỗi, cho cô xin lỗi. Tao thì lúc đó đau điếng luôn rồi. Thì cũng đỡ bà cô dậy chứ làm sao. Mà cũng gán gồng, trời ơi tôi nói hả, còn hơn là lấy cái dao mà chặt vô cái tay nữa, nó quá trời nó điếng gì đâu, tới não luôn mà. Sao chịu nổi. Rồi á bà cũng xin lỗi gói gích này, tao cũng nói thôi đi để gán hồi hết đau đi rồi đi về chứ sao giờ. Rồi vậy qua bà nó đau tới bà bữa sau luôn á mới hết đó. Rồi á bữa đó là vợ tao nó không có nhà. Nó dẫn hai đứa nhỏ đi về ngoại chơi rồi. Có mình tao nhà. Rồi cái bà cô bà tới đó. Cái bà ghé vô
ghé vô xong rồi mới ngồi nói chuyện rồi kia, tại vì tao cũng nước nôi được đãi tiếp đãi đồ ngon lành lắm. Rồi tao mới hỏi nữa là cô tới thăm chú con hay gì, thì con nói không, bữa nay cô không tới tìm chú con mà tới tìm con á. Nói vô tìm con có gì vậy cô? Nói ờ cái chuyện vừa rồi cho cô xin lỗi nha, mà cũng tại vô ý mà lúc đó cô trợt chân thôi, rồi xảy ra cơ sự vậy thì tha lỗi cho cô đi. Thôi bây giờ cô đứng lên cô năn nỉ con đó. Rồi ta mới nhào lại nói thôi 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 cô ngồi xuống đi, cô làm vậy thì con thổn thọ chết luôn á. Thôi trời ơi con cũng đâu có nhắc nghĩ tới nữa đâu, thôi chuyện qua rồi. Rồi á lúc đó tự nhiên bà chụp vô một cái nữa. Bà tự động bà chụp, nó không có đề phòng được. Bà chụp vô cái chỗ hiểm của ông hả? Bà chụp vô cái trời ơi bà bóp mà bà nghiến 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 rồi. Cái bà nói thôi thôi sao mà bự dữ vậy, trời ơi cái này là hàng cền hàng khủng rồi. Trời ơi bữa đó hả cô chụp vô một cái cô tá quả tâm tinh luôn, tại sao mà của con mà sao bự dữ hả, mà của chú con á xíu à. Với lại á làm không có được lâu, cái này á làm chắc lâu dữ lắm hả. Rồi bà nhào vô bà ôm, bà nói nè ôm cô đi, hung hít cô đi, cô á nguyện nhân hiến cái thân xác này cho con nè. Trời ơi lúc đó hả không có ngờ tới luôn, tự nhiên mà bà cô này bà xăm 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 lại bà tấn công mình. Rồi lúc đó đỡ gì kịp mà đỡ. Trời ơi đẩy ra nhưng mà đẩy cái kịp ra gì được. Trời ơi bà cứ nắm cái đầu bà đập vô cái cặp bưởi bà không hà, rồi nó ngợp tao lấy ho sặc sụa vậy đó. Rồi cái bà mới buông ra. Trời ơi tao nói hả, tao lấy thở thở hơi lên vậy nè. Thở hồng hộc vậy đó. Nói thôi cô ơi tha cho con đi, cái mặt con mà ấp vô đây rồi hồi chắc con á chết ngợp luôn á. Nói nè thấy cặp bưởi của cô khủng hơn nè, mần đi so đi bóp đi. Rồi đó chuyện gì tới cũng tới, bà tấn công quá dữ mà sao mà đỡ nổi. Rồi á cầm lòng không đậu hốt quá luôn. Trời rồi sao nữa, hốt xong rồi á bấm phim mê bà phai. Cứ hai ba ngày cái canh vợ đi làm nó không có nhà cái bà tới người tao với bà thẩm thục gì đó. Rồi cũng đâu được nửa tháng à. Rồi đó, cái bà tới nữa. Rồi lúc đó ông chú ổng đi qua ổng mượn đồ. Không ngờ ổng thấy hôm nay làm gì mà em hổm gà em tránh anh vậy, anh thương em dữ lắm mà bộ em không thương anh nữa hay gì, mà em tới đây em tìm thằng cháu anh làm gì, có ý đồ gì. Thì lúc đó thì tao cũng chống chế, tao nói là trời coi tại cô đi ngang đây cô ghé chắc thăm hai đứa nhỏ gì vậy chú ơi, chứ không có gì đâu ác ý gì đâu. Rồi cái ổng quậy lên ổng nói ghé thăm cháu mà tao thấy hình như 3-4 lần rồi, để tao để ý thử coi làm sao, ai dè đâu á không ngờ em lại còn là con người vậy. Rồi em chê tôi rồi á, em á ăn ở với nó đã có vợ con rồi mà em làm vậy đó có coi được không. Tôi á tôi gần thấy rõ ràng luôn á, vô nhà của nó hả 2-3 tiếng đồng hồ mới đi về. Mà chớ hề qua thăm tôi vậy nè. Tôi bệnh ho á với lại sốt á, tôi nằm đó mà em chớ hề mua cho tôi một liều thuốc. Mà bây giờ em đến với nó trong khi em bệnh hoạn á, tôi là người săn sóc chứ ai. Rồi á mới nói thôi em không quen anh nữa, em quen cháu anh à, cháu anh á hàng khủng làm cho em sướng em phê, còn anh á không có làm được tích sự gì hết trơn á, bây giờ em quen anh rồi em hai đứa mình thành vợ thành chồng rồi, anh đâu có mà thỏa mãn cái nhu cầu cho em được, bây giờ em không quen anh nữa, anh á kiếm cái người nào phù hợp với anh thì anh lấy đi, chắc là do duyên nợ rồi hai đứa mình không hợp đâu, em á nhất quyết là em phải sống bên cạnh cháu của anh. Rồi bà nói vậy đó. Rồi á mới nói là thôi cô ơi từ giờ tới đi con với cô là đường ai mới đi đi, chứ vợ con mà biết được một cái là nó đuổi con ra khỏi nhà luôn á, lúc đó là vợ chồng tan nát con cái đồ tan đàn xẻ nghé luôn đó. Bà không chịu, bà nói không con phải thôi vợ con để mà đến với cô đi, còn á chú của con á từ giờ tới đi á là cô không có liên quan gì tới nữa, cắt đứt liên hệ không có liên can liên dự gì hết. Rồi lúc
đó thì ông bật lên nói ừ được, mày biết vậy hồi đó mày bị bệnh hoạn tao bỏ cho mày chết luôn, chứ mày đừng có nói dở giọng cái thối ra mày. Đồ thứ ăn cháo đó bác. Rồi á cái lúc mà mình xa cơ á, người ta giúp về bây giờ á cái là phủi bụi hả, cái ông nóng quá đi, ông nhào là ông tán bà ăn cái. Ừ. Tại ông tức mà. Ừ. Rồi á tao mới đỡ, thôi thôi chú ơi có chuyện gì từ từ nói chú ơi. Rồi ông nạt luôn, ông chửi nói mày nữa, mày gù hết nó gậy của tao để mà nó thôi tao nó đến với mày, mày có vợ có con rồi mày làm vậy mày coi được không. Rồi á sao ông lấy tay á, ông tán vô cái đầu mạnh quá cho nên té cái bập xuống đất gì nè. Ừ. Ngay chỗ đó là ngay cái cục xi măng nữa, rồi cái đầu làm cái cổng một cái, rồi á máu nó chảy nhiễu xuống vậy đó. Rồi tự nhiên thấy như ở trong óc trong não vậy đó, tự nhiên sao nó nhức đầu bưng bưng, ôm cái đầu tao lăn lộn vậy hồi đó. Chút xíu cái trào bọt mép cho tao chết luôn. Ủa vậy là ông bị ông chú đập đầu chết hả? Ờ. Ghê vậy. Rồi từ đó tới giờ bắt đầu là mấy sanh hận rồi mấy không đi đầu thai được. À, hận thì hận chỉ một phần thôi. Ừ. Mà cũng tại tao nữa. Hồi đó cái bà cô đó bởi rượu quên phải gì, tao cứng rắn hơn, tao nói là tao đã có gia đình rồi, tao không thể nào đến được nữa. Ừ. Tao từ chối luôn để cho bà cô đó đến với ông chú thì đâu có chuyện mà mất mạng xảy ra. Ừ. Còn cái này xử lý tình huống không được thì bởi vậy mới chịu cái cảnh mà dứt dưỡng lang thang đối khác nữa. Ừ. Mới khổ. Rồi nói chung là giờ hiện tại bây giờ thì trước đây khi mà về với thầy thì thầy cũng đã nó cho ông biết được những gì mình cần làm rồi đúng không? Có chứ, phiền nhụ đủ thứ á, phiền. Ừ. Tao nên á là đọc kinh niệm Phật đi để cho cái nghiệp quán á mấy kiếp trước là nó tiêu tan hết. Ừ. Để mà còn được đi đầu thai hoặc đi siêu thoát nữa. Ừ. Nhưng mà ở với thầy mới được có mấy năm rồi cái thầy lâm bệnh nặng rồi thầy mất luôn. Ừ. Thầy bỏ lời rồi giờ đâu có biết học hành gì nữa đâu, đâu biết tu tâm tích đức rồi, đâu có biết đọc kinh niệm Phật gì đâu, đâu có ai mà đọc cho nghe chỉ dạy theo để đọc làm theo. Bởi vậy mới là bỏ cái chỗ này nè. Ừ. Rồi đi biết bao nhiêu năm rồi nay mới trở về đây nè. Rồi nếu mà giờ có cơ hội để cho mình tiếp tục tu thì ông có tu không? À, có cơ hội thì nắm bắt liền, hốt liền chứ. Ừ. Tận dụng liền chứ dễ gì. Ừ. Chứ hồi đó ở với thầy ở sư phụ hả là chỉ dạy từ ly từ trí luôn á. Ừ. Hồi đó biết sao không, mê lắm, thầy đọc kinh niệm Phật rồi á bỏ chuông được cho nghe hả lại hả cối cối luôn. À, thì là bây giờ về nếu mà có cơ hội thì sẽ tiếp tục tu phải không? Ờ đúng. Vậy để tôi giúp cho đi về chùa để tiếp tục tu đi. À vậy là đi vào chùa tiếp tục nữa hả? Ừ, về. À. Chùa đi chứ bây giờ ông ở đây đâu có ai ở đây giữ đây đâu, nơi đây giờ bỏ hoang rồi, thì sư cũng đã mất rồi, rồi các cũng đâu không có người khác nối nghiệp, cho nên là bây giờ ở chỗ này bỏ hoang phế rồi, ông thấy đó, càng ngày nó càng tàn tạ rồi, thì thời gian sau thì nó cũng đâu có vững chãi được nữa, đâu có còn được theo thời gian, thì sao người chắc cũng phải là chỗ này nó cũng phải dần dần nó cũng phải bị là phá bỏ thôi. Ừ. Thì giờ mình có cơ hội rồi mình đi về chùa mình tu đi, chứ bây giờ mình không về chùa thì mình đâu có tu hành gì được ha. Ờ phải rồi, đúng rồi đó. Ừ. Ở đây giờ hoang du quá rồi. Ừ. Rồi đâu có ai đâu mà ở trong đây mà chỉ dạy. Thôi. Ừ. Vậy để gì bóp bụng đi về đó đi. Ừ. Rồi nếu mà giờ chấp nhận thì về chùa thì hãy chấp tay lên đi rồi để tôi sẽ chữ Nam Mô A Di Đà Phật đi, để giúp đi về chùa tu. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ rồi cả nhà, ngày hôm nay khi mà Lê Chung đưa cả nhà mình quay trở lại cái ngôi chùa hoang này để tiếp tục tìm kiếm các vị vô linh hữu duyên để giúp đỡ đó, thì Lê Chung lại gặp được một cái vị vong linh mà trước đây cái vị tu sĩ tu ở tại chùa này cũng đã đưa về đây để mà cho tu hành. Thì thông qua câu chuyện thì lại tiếp tục là liên quan tới cái vấn đề tà dâm dục vọng cả nhà. Nói chung về cái vấn đề và cái câu chuyện của ngày hôm nay thì nó liên quan tới một vài việc, cho nên là Lê Chung cũng không tiện để nhắc lại cũng như không tiện để phân tích nhiều. Cả nhà mình xem và đưa ra cái lời bình phẩm cũng như là đưa ra những cái thông điệp nào đó để cho Lê Chung có thể học thêm, cũng như là cho những cô chú anh chị khác có thể là biết được những cái thông điệp đó để mà cùng nhau chúng ta trao đổi rồi cùng nhau
kết luận lại, cho rút ra một cái thông điệp nào đó để chúng ta vận dụng vào trong cuộc sống nha. Dạ rồi, đến đây thì Lê Trung xin phép kết thúc video lại tại đây. Lê Trung xin kính chào và xin phép hẹn gặp lại các nhà mình ở video tiếp theo.